Nhà 2 tầng 220m2 là căn nhà do Thảo Lương Home thiết kế, thi công trọn gói cho gia đình chủ trên ở Cần Giờ. Với những đường nét thiết kế hợp lý, độc đáo cùng hình khối ấn tượng, mẫu nhà mái Nhật 2 tầng này chính là một phương án tối ưu về công năng lẫn tính thẩm mỹ mà gia chủ có thể tham khảo. Và bên trong nhà sẽ có một khoảng sân nhỏ được ốp gạch chống trượt, vô cùng sạch sẽ. Ngoài ra, các kiến trúc sư còn thiết kế bậc ngũ cấp cho ngôi nhà, giúp không gian thêm phần cao ráo và bề thế. Kiểu thiết kế này đem đến cho gia chủ nhiều may mắn, suôn sẻ trong công việc khi bậc năm rơi vào cung sinh theo chu kỳ sinh, lão, bệnh, tử. Đây cũng chính là lý do mà Thảo Lương Home thường thiết kế bậc ngũ cấp cho các công trình nhà ở của khách hàng. Bố cục tổng thể nhà được thiết kế đơn giản, kết hợp khéo léo nhiều vật liệu đa dạng cùng hệ mái Nhật đua rộng, giúp tổng thể căn nhà nhẹ nhàng và đầy ấn tượng. Mái Nhật với độ dốc mái nhẹ được thiết kế chồng lớp và mở ra các hướng khác nhau, tạo sự cân bằng hoàn hảo với tổng thể cũng như giúp dễ dàng thoát nước mưa tự nhiên nhanh chóng nhất. Tông màu trắng thanh lịch là tông màu chủ đạo, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tạo sự lôi cuốn khiến người xem phải xao xuyến. Khi có ánh sáng tự nhiên từ cửa chính, cửa sổ chiếu vào, màu trắng phản chiếu mạnh sẽ làm mọi ngóc ngách đều sáng hơn, thông thoáng và rộng rãi.